Theo tin từ Thông tấn xã, ngày 6 tháng 8, nền tảng truyền thông xã hội X của tỷ phú Elon Musk đã kiện một liên minh quảng cáo toàn cầu và một số công ty lớn, trong đó có Mars và CVS Health, với cáo buộc âm mưu tẩy chay X một cách bất hợp pháp và khiến trang này tổn thất doanh thu. X đã đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang ở Texas đối với Liên đoàn các nhà quảng cáo thế giới, WFA, Unilever và công ty năng lượng tái tạo Ørsted của Đan Mạch, cùng Mars và CVS Health. Hồ sơ khởi kiện có đoạn cáo buộc các nhà quảng cáo thông qua sáng kiến liên minh toàn cầu vì phương tiện truyền thông có trách nhiệm của WFA đã cùng nhau giữ lại hàng tỷ đô la Mỹ doanh thu quảng cáo từ X. X cho rằng hành động của các bị đơn vi phạm luật chống độc quyền của Mỹ. Trong thông báo về vụ kiện đưa ra ngày 6 tháng 8, Giám đốc điều hành, CEO của X, Linda Zaccarino, cho rằng người dùng bị tổn hại khi thị trường ý tưởng bị hạn chế và không nên để cho một nhóm nhỏ độc quyền những công cụ có thể sinh lời. WFA, Unilever, Mars và CVS Health chưa có phản hồi về thông tin này trong khi Ørsted từ chối bình luận. Sáng kiến truyền thông có trách nhiệm được khởi xướng vào năm 2019 để giúp ngành quảng cáo giải quyết thách thức từ những nội dung bất hợp pháp hoặc có hại trên các nền tảng truyền thông kỹ thuật số và kiếm tiền thông qua quảng cáo. Doanh thu quảng cáo của X đã giảm mạnh trong nhiều tháng sau khi tỷ phú Elon Musk mua công ty vào năm 2022. Một số nhà quảng cáo thận trọng hơn trong quyết định chi tiêu quảng cáo trên X do Elon Musk sở hữu, lo ngại thương hiệu của nhà quảng cáo sẽ xuất hiện bên cạnh nội dung có hại vốn rất ít xuất hiện dưới thời chủ sở hữu trước. Trong đơn kiện, X khẳng định đã áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thương hiệu tương đương với các tiêu chuẩn của đối thủ cạnh tranh và đáp ứng hoặc vượt quá các biện pháp mà Liên minh Toàn cầu vì phương tiện truyền thông có trách nhiệm yêu cầu. Đơn kiện cũng nêu rõ X đã trở nên kém cạnh tranh hơn so với các đối thủ trong mảng quảng cáo kỹ thuật số. X mong muốn được bồi thường thiệt hại nhưng chưa xác định con số cụ thể và muốn tòa án ra lệnh ngăn chặn các âm mưu tương tự nhằm vào mạng xã hội này.